Ukraine, thị trưởng Kiev cảnh báo kịch bản tận thế. Ông Klitschko hôm 7 tháng 12 cho biết Kiev có thể mất điện, nước và nguồn cung cấp nhiệt. Ngày tận thế có thể xảy ra giống như trong các bộ phim Hollywood khi người dân không thể sống trong những ngôi nhà có nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, chính quyền Kiev đang chiến đấu và làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng điều này không xảy ra. Ông Klitschko thừa nhận rằng 500 điểm sưởi ấm do chính phủ thiết lập không đủ cho một thành phố hơn 3 triệu dân. Thị trưởng này cũng kêu gọi người dân chuẩn bị nguồn cung cấp lương thực và nước uống khẩn cấp, cũng như quần áo, giấy tờ để có thể rời đi nhanh chóng nếu nguồn cung sưởi ấm bị tắt. Tuy nhiên, ông cho biết hiện tại không cần sơ tán vì thành phố chỉ bị thiếu điện 20% và các điều kiện vẫn ổn định. Trong khi đó, Mexico, tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ điều phối viện trợ nhân đạo ở Kiev, nói với Newsweek rằng toàn bộ hệ thống điện của Ukraine có thể sụp đổ trong vài tuần nếu các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra. Ông Michael Young tại Mercy Corps cho biết điện có thể bị mất trong nhiều tuần, khiến các thành phố lớn gần như trở thành nơi không thể ở được trong 4 tháng tới. Tổng thống Zelensky sau đó cho biết Ukraine đang tăng nguồn cung cấp điện mỗi ngày. Ông Zelensky nói thêm, chúng ta không nên quên rằng không thể khôi phục 100% hệ thống năng lượng, cần có thời gian. Đó là lý do tình trạng mất điện theo lịch vẫn tiếp tục diễn ra ở hầu hết các thành phố và khu vực.